của mình bình an á, hoặc là an tâm. Là một cái loại quý giá, không có cái thứ gì mà nó so sánh bằng. Ở trong cuộc đời tu hành của mình á, thì đôi lúc á, mình lại nhờ vào có một nhà khoa học á, phát hiện ra loài hoa cỏ nó cũng có cảm xúc. Khi mà để một chậu hoa trong một cái phòng giam á. Mừng quá bà con ơi, hôm nay nhận được cái thông tin là tu viện Sư Minh Đạo mở cửa là 2 ngày rồi cô chú anh chị. Thì em quay lại đây thì cũng có chia sẻ. Đây cũng có mấy cô Phật tử đến để thăm tu viện. Thì nói chung là em không dám tới đây để làm phiền đến tu viện. Thì em chỉ thông báo lên cho cô chú anh chị mình biết cái tu viện Sư Minh Đạo cũng đã mở cửa rồi nghe anh chị. Thì cô chú anh chị nào ở xa thì cũng về đây để thăm tu viện và thăm các con của sư phục được anh chị. Thì đây cũng có một vài Phật tử đã đi vào để thăm tu viện và thăm con của sư. Thì nói chung là mình cũng hy vọng rằng tu viện sẽ mở cửa luôn để cho đón tiếp Phật tử ở nơi xa đến để mà có cái kinh phí để lo cho các con của sư. Thì em cũng thông báo lên cho cô chú chị mình biết hiện tại giờ em đang có mặt tại cổng tu viện Sư Minh Đạo anh chị. Thì anh chị nào ở xa thì nhận được cái thông tin này, xem được cái video này của em á, thì về tu viện thăm thầy đi. Được rồi anh chị. Thì hiện tại giờ chắc thầy cũng đang nghỉ trưa. Thì giờ cũng trưa mà anh chị. Thì thầy đang nghỉ trưa. Thì nói chung là mình cũng hy vọng rằng thầy được mở cửa đón tiếp khách Phật tử lại như trước để có cái kinh phí mà lo cho các con là mừng rồi. Thì nói chung là mọi người cũng đang mong đợi cái điều này, để đến đây để trò chuyện với sư Minh Đạo. Thì nói chung là hôm nay rất là vui luôn anh chị. Thì ngày hôm qua mở đã ngày hôm qua rồi, ngày hôm qua em có vào bên trong em đốt nhang nữa anh chị. Mà em tôn trọng thầy, em không có quay thầy. Ngày hôm qua em thì em cũng có gặp thầy, em chỉ đứng em trò chuyện với thầy thôi, thì em không có quay thầy nha anh chị. Thì mong anh chị cũng thông cảm. Em tôn trọng thầy, khi em quay lên thì có nhiều cái trái chiều thì nó không hay, cho nên vì vậy mà em không quay. Em chỉ quay thông báo lên cho cô chú anh chị mình biết tu viện Sư Minh Đạo mở cửa để đo cho bà con Phật tử biết để về thăm tu viện và thăm các con của thầy là được rồi. Chứ còn những cái da như là quay thầy đồ em không thể nào em quay nha anh chị. Thì em cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị thông cảm cho em. Tại vì cái mạng xã hội giờ đó, nó nhiều mặt lắm. Em quay lên thầy lên thì có nhiều cái trái chiều, như là bình luận vô và công kích thầy, rồi nói thầy tới này tới nọ. Cho nên em không quay thà, em chỉ quay là em thông báo lên cho cô chú chị mình biết cái cổng tu viện Sư Minh Đạo nè, trước mặt mà anh chị đã mở cửa ra nha anh chị. Thì cô chú chị mình cứ ở xa nghe được cái tin này thì cứ về để tu viện để thăm thầy đi. Hiện tại giờ thầy đang ở chùa tu viện, thầy cũng đang nghỉ ngơi đó anh chị. Thì đây là anh chị. Thì đây là mấy tượng Phật ở bên trong tu viện Sư Minh Đạo đây anh chị. Thì đây.
Nói chung là cũng quá là vui. Hôm nay em thấy tu viện Xương Đạo đã mở cửa trở lại anh chị. Thì nói chung là em đến đây em để em cập nhật cho cô chú anh chị mình biết thôi. Chứ còn em không quay sư thì mong anh chị cũng thông cảm cho em nha. Thì nói chung là sư yên ổn, sư tu thì em không có quay. Để cho sư yên ổn, sư tu mình quay sư một cái quy giáo thì đâm ra để ảnh hưởng đến sư thì em không có quay nha anh chị. Anh chị cũng thông cảm, em chị đeo lên cái tin tức để cho cô chú anh chị mình biết. Để là tu viện Xương Đạo cũng đã mở cửa nha anh chị. Thì cô chú anh chị mình ở nơi xa thì có về thăm tu viện thì về. Thì đây, trước mặt mình anh chị, đây là tu viện Xương Đạo nha anh chị. Đó, tu viện cũng đã mở cửa nè. Kính thưa cô chú chị, hiện tại bây giờ em đang có mặt tại tu viện Xương Đạo. Thì em mừng quá cô chú chị ơi, hôm nay thật sự là tu viện mở cửa rồi. Tu viện mở cửa từ ngày hôm qua nha anh chị. Thì ngày hôm qua em cũng có vào bên trong đây em đốt nhang. Thì em thấy thầy đang ngồi trò chuyện với một Phật tử thì em không quay, em không dám làm phiền đến thầy thì em đi ra về. Thì hôm nay em quay lại đây để xem coi chùa tu viện có mở cửa hay không, để em thông báo lên cho cô chú anh chị mình biết, để cô chú anh chị mình đi về đây để thăm chùa. Đây cô chú anh chị. Đụng đụng thầy bói nữa hả? Bói đụng bói à? Bói tôi thầy bói thầy. Cũng xin tất cả cô chú anh chị mình luôn luôn được mạnh khỏe và luôn luôn được dồi dào nha anh chị. Thì em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong ngày qua. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị nha.